Project final project, project của em hôm nay thì là em sẽ là phân tích về cái marketing project ạ. Thì mở đầu thì là em sẽ khái quát thông tin về bộ dữ liệu. Đầu tiên thì bộ dữ liệu sẽ là kết quả của chiến dịch marketing của một ngân hàng ở Bồ Đào Nha nhằm thu hút khách hàng vừa tiết kiệm có kỳ hạn. Và thứ hai là kết quả Y, là Yes, cho biết là liệu khách hàng có đồng ý gửi tiết kiệm có kỳ hạn hay không. Và cuối cùng là dựa vào bộ dữ liệu thì em sẽ chia các biến thành 4 loại. Là dữ liệu khách hàng, thông tin liên hệ cuối cùng, biến kinh tế và xã hội và các biến khác. Thì ở trong cái project lần này thì em sẽ chủ yếu tập trung về là dữ liệu khách hàng. Để phân tích ở bộ dữ liệu thì em sẽ chia ra làm 3 phần. Thì đầu tiên là em sẽ trả lời cho hai câu hỏi là đối tượng tiềm năng tham gia dịch vụ là gì. Thứ hai là chiến dịch marketing có đem lại hiệu quả so với chiến dịch trước hay không. Và cuối cùng là em sẽ đưa ra các đề xuất để nhằm nâng cao hiệu quả. Đầu tiên mình sẽ đi phân tích cho cái câu hỏi thứ nhất là đối tượng tiềm năng tham gia dịch vụ là gì. Thì ở cái câu hỏi này thì em sẽ dựa vào ba cái dimension để trả lời cho câu hỏi ấy. Đầu tiên, trước khi vào các dimension thì em sẽ đến sơ qua lược qua về tổng quan kết quả thu được trong cái bộ dataset. Thì là tổng kết quả thu được có nghĩa là số người tham gia khảo sát là 41.000 người tham gia và thu được kết quả là họ đồng ý tham gia gửi tiết kiệm của kỳ hạn là 4.640 người. Và cái tỷ lệ sẽ chiếm là 11,27% trong số tổng số người tham gia khảo sát. Thì đấy tổng quan về kết quả thu được từ chiến dịch marketing. Đến phần phân tích là trả lời câu hỏi là các đối tượng khách hàng có tiềm năng, có khả năng tham gia thì đầu tiên là em sẽ dựa vào cái tỷ lệ tham gia theo nghề nghiệp. Thì dựa vào dataset thì em thấy là tỷ lệ tham gia của các nhà quản trị, kỹ sư, quản lý là khá cao. Ví dụ trong độ tuổi từ 26 đến 30 thì tỷ lệ sẽ là lần lượt là 17%, 13% và 14%. Trong độ tuổi từ 31 đến 35 thì là 12, 12 và 10. Và trong độ tuổi từ 36 đến 60 là 19 và 10. Thì đây em thấy đây có lẽ là sẽ là một cái phân khúc tiềm năng để gọi là các nhà quản lý có thể đưa ra các chính sách để có thể thu hút thêm được các đối tượng trên. Lý do thì bởi vì là đối với các nhà quản trị, kỹ sư, quản lý thì là thu nhập họ cao, thế nên là cái tỷ lệ mà họ dư ra cái phần để tiết kiệm thì có thể là sẽ cao. Thì đấy là về tỷ lệ tham gia theo nghề nghiệp. Tiếp nữa là còn mặc dù nhìn vào dataset thì mặc dù thấy là độ tuổi học sinh từ 26 đến 35 mặc dù tỷ lệ khá cao, nhưng là 26 đến 30 thì tỷ lệ là 28%, là và độ tuổi từ 31 đến 35 là tỷ lệ là 26%. Mặc dù là con số khá cao nhưng là số lượng lại ít. Ví dụ đây là 78 với 25. Vì thế nên là em nghĩ là đây cũng không phải là một phân khúc tiềm năng chúng ta có thể nhắm vào. Tiếp theo là về tỷ lệ tham gia theo nghề nghiệp tiếp theo thì em có nhận thấy là các doanh nhân mặc dù số lượng ít. Ví dụ là trong độ tuổi từ 36 đến 60 số lượng có thể là 8. Hoặc là trong độ tuổi từ 61 đến 98 số lượng có thể là 5, nhưng mà tỷ lệ tham gia lại rất là cao. Ví dụ là ở trong độ tuổi từ 36 đến 60 thì tỷ lệ tham gia sẽ là 8%. Và ở độ tuổi từ 61 đến 98 thì tỷ lệ tham gia là 63%. Thì đây là một tỷ lệ khá cao. Và đặc biệt trong độ tuổi từ 61 đến 98 đó. Lý do tỷ lệ tham gia cao thì doanh nhân là đối tượng có thu nhập cao, thế nên là tỷ lệ tham gia họ cũng rất là cao. Và còn một điều nữa là đối với đối tượng mà chưa có việc làm thì cũng là đối tượng tiềm năng khi mà tỷ lệ tham gia tương đối khả quan. Ví dụ là độ tuổi từ 36 đến 60 thì là 13%. Độ tuổi từ 61 đến 98 thì là tỷ lệ là 14%. Lý do là bởi vì là
Khi mà đối tượng mà chưa có việc làm thì khi đó là họ sẽ không có cái thu nhập hàng tháng. Và việc gửi tiền vào ngân hàng có kỳ hạn thì đồng nghĩa là gửi tiết kiệm sinh lời. Thì đây cũng là một cái phương pháp an toàn cho họ trong cái thời gian mà họ đang tìm việc làm ạ. Thứ hai là tỷ lệ tham gia theo tình trạng hôn nhân. Thì nhìn vào trên ta có thể thấy là người trong độ tuổi từ 26 đến 35 với tình trạng là khi còn độc thân thì có xu hướng tham gia nhiều. Ví dụ là ở độ tuổi từ 26 đến 30 thì tỷ lệ người độc thân tham gia là 16%. Và độ tuổi từ 31 đến 35 thì tỷ lệ độc thân người ta là tham gia là 12,4%. Thì đây cũng được coi là cái tỷ lệ cao nhất trong các tình trạng hôn nhân được liệt kê ạ. Thì đây cũng thể gọi là đối tượng tiềm năng mà khách hàng mà ngân hàng có thể nhắm vào. Đơn giản là vì độc thân thì khi đó là chưa có vợ có chồng hay có con, thì khi đó là cái tiền mà họ chi cho sinh hoạt thì sẽ không phải mất nhiều, thế nên là cái khoản tiết kiệm họ để ra cũng nhiều hơn. Và phương pháp mà gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì đây cũng là một cái cách mà họ có thể sử dụng. Tiếp đến bên cạnh tỷ lệ hôn nhân tính theo tình trạng hôn nhân thì em muốn phân tích về tỷ lệ tham gia theo trình độ học vấn. Thì dựa vào cái dataset thì em thấy rằng là người có trình độ học vấn càng cao thì có xu hướng tham gia càng nhiều. Thì đơn giản là vì khi mà người trong cái độ tuổi từ 31 đến 35 và hoặc là 36 đến 60 thì tỷ lệ người mà có trình độ đại học tham gia có tỷ lệ khá cao. Ví dụ là từ 31 đến 35 là 13%. Và cái tỷ lệ tham gia cái người tham gia là 428 là cao nhất. Và còn trong độ tuổi từ 36 đến 60 thì là 12,1%. Và cũng có số lượng người tham gia nhiều nhất là 763 người. Vì là khi mà có trình độ học vấn càng cao thì khi đó là cái công việc mà họ mức lương mà họ đạt được thì nó sẽ cao hơn so với lại các trình độ học vấn thấp hơn. Thế nên là họ tiết kiệm được nhiều hơn và có xu hướng gửi tiết kiệm. Cuối cùng là tỷ lệ tham gia theo tình trạng khoản nợ nhà. Thì có một điều khá là thú vị là trong mọi độ tuổi thì tỷ lệ tham gia đối với người có khoản nợ về nhà khá là tương đồng. À, nó cái mức độ chênh nhau nó không nhiều. Nhưng mà tỷ lệ tham gia nhiều nhất là trong độ tuổi từ 31 đến 35. Thì trong độ tuổi từ 31 đến 35 thì khi đó là họ muốn mua nhà, họ sinh con đẻ cái. Thế nên là thay vì cũng có thể là suy nghĩ của một số người là thay vì đi đầu tư để mạo hiểm thì người ta sẽ tính đến cái phương án là an toàn chắc ăn nhất là gửi vào tiết kiệm để lấy tiền lãi hàng tháng thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy là toàn bộ bức tranh để trả lời cho câu hỏi thứ nhất là các đối tượng tiềm năng tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Thì đến câu hỏi thứ hai là chiến dịch marketing có đem lại hiệu quả so với chiến dịch trước hay không? Thì ở đây thì em muốn dựa vào các so sánh chiến dịch này so với chiến dịch trước bằng cách là chiến dịch marketing đợt này tạo ra được bao nhiêu khách hàng mới, giữ được bao nhiêu khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ. Thì trước khi đi vào trả lời câu hỏi thứ hai thì chúng ta cần đi sơ lược qua tổng quan kết quả đạt được. Thì chiến dịch lần này đã thu hút được 605 khách hàng mới và tương đương với 1,47% và cũng đã giữ chân được là 894 khách hàng là chiếm 2,17%. Thì là tổng quan cái kết quả đạt được ở trong cái chiến dịch lần này. Thì ở chiến dịch lần này thì em muốn nhấn mạnh vào cái tỷ lệ thu hút khách hàng tham gia theo nghề nghiệp ở cái chiến dịch lần này so với lần trước. Thì ở cái chiến dịch lần này thì em thấy rằng là bên cạnh giữ chân và thu hút thêm khách hàng doanh nhân từ 35 đến 60 tuổi thì chiến dịch thu hút cũng thu hút thêm được là đối tượng khách hàng là doanh nhân từ 26 đến 35 tuổi và từ 61 đến 98 tuổi. Thì đây cũng là một cái bước gọi là
đột phá mới trong cái chiến dịch lần này, thì đã có sự gọi là một cái yếu tố nào đó mà đã thu hút thêm được cái khách hàng là đối tượng doanh nhân từ 26 đến 35 tuổi và từ 61 đến 98 tuổi. Thì đây cũng là một cái điểm đặc biệt, vì đối tượng doanh nhân thì mặc dù là họ có thể ít nhưng mà về cái khoản mà họ gửi tiết kiệm khả năng là cao, là nó sẽ là một cái khoản khá là nhiều. Đấy là ở câu hỏi thứ hai. Và để cải thiện được, để muốn nâng cao cải thiện được các chiến dịch marketing cho chiến dịch lần sau, thì em cũng đưa ra các đề xuất để nâng cao hiệu quả bên cạnh chiến dịch marketing, và cũng là để nâng cao cái doanh thu, tăng cái khả năng mà mọi người có thể tham gia cái dịch vụ là gửi tiết kiệm của kỳ hạn. Thì em cũng đưa ra một số đề xuất như sau. Đầu tiên là đưa ra thêm các ưu đãi hấp dẫn đối với đối tượng có khoản nợ về nhà. Thì khi đó là có thể mình có thể sử dụng là dụ là giảm tăng lãi suất và đưa ra thêm là các ưu đãi khác. Thứ hai là kiểm tra thêm dữ liệu số tiền các nhóm khách hàng gửi để có phương án chính sách tập trung nhiều vào đối tượng có tiềm năng nhất. Ví dụ là mình có thể check lại số cái tiền mà cái người mà nghiệp là doanh nhân, thì xem là khi đó là cái tỷ lệ mà tiền gửi vào nó sẽ là bao nhiêu. Khi đó là mình cũng có thể đánh giá được là cái mức độ tiềm năng của họ. Để khi chiến dịch marketing lần sau thì mình sẽ đưa ra thêm được các chính sách để thu hút thêm được các đối tượng khách hàng, doanh nhân. Đó. Thứ ba là tư vấn thêm cho đối tượng doanh nhân, kỹ sư, quản trị, quản lý và đối tượng chưa có việc làm. Thêm các gọi là cách đầu tư khác, là đầu tư trái phiếu, cổ phiếu bên cạnh việc gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Vì đơn giản là các đối tượng này thì khi mà họ có tiền thì thường họ sẽ hay không hay để gọi là tiền chết, họ phải linh hoạt các vốn là các nguồn đầu tư để sinh lời. Tiếp theo là nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để giữ chân các khách hàng và có những chiến dịch chiêm khách hàng thân thiết vào những dịp đặc biệt, ngày lễ độc thân trên thế giới, áp dụng chương trình như game giveaway, hoặc là có một cái chiến dịch ví dụ như là làm thẻ mà gọi là mang cái tính cá nhân, cũng là một cái cách để gọi là tri ân khách hàng thân thiết. Và cuối cùng là xác định yếu tố thu hút nhóm đối tượng doanh nhân trong chiến dịch lần này. Thì đây là một cái gọi là điểm mới trong chiến dịch lần này, thì mình nên xác định xem là đối tượng doanh nhân vì sao họ lại tham gia gửi, vì những cái chính sách nào. Vâng. Thì đây là toàn bộ bài thuyết trình và những cái insight, những cái suggestion mà em đã tìm được trong cái dataset lần này, và đây cũng là project final project của em. Xin cảm ơn mọi người đã tham gia và lắng nghe. Rồi, ok, cảm ơn Linh nhé. Phần này thì chắc là bắt đầu từ anh Cường nhỉ? Anh Cường có một số comment gì cho bài của bạn Linh? Ok, chào Linh nhá, mình là Cường. Các bạn thì mình xem qua bài của bạn thì mình đánh giá khá ok. Mình tổng thể các phân tích của bạn đưa vào thì theo mình nghĩ là nó hợp lý, có ý nghĩa và nó cũng khá là có liên quan nhau sâu chuỗi trong ba cái phần của bạn đưa ra. Về các phân tích cơ bản đều có ý nghĩa cả. Mình thì nếu như về mặt là những phân tích của bạn có đáp ứng được hết những cái phân tích theo mình nghĩ là quan trọng đối với cái bộ dataset về cái bánh campaign này chưa, thì mình nghĩ là đạt khoảng 70%. Bạn có thể là mở rộng thêm một chút nữa. Ở đây thì bạn có đánh giá cái hiệu quả dựa trên một số cái tiêu chí như là ngành nghề, tức là chúng ta gọi chung là demographic của khách hàng, như là cái tình trạng hôn nhân, rồi cái ngành nghề, nhóm tuổi. Đấy. Tuy nhiên thì theo mình biết thì trong bộ dataset này chúng ta có thể đánh giá thêm một chút nữa, đấy là chúng ta phân tích hiệu quả của cái chiến dịch
theo cái cách làm, theo cách làm được hiểu là gì, tức là chúng ta sẽ có là chúng ta tiếp cận một lần, hai lần hay ba lần thì khách hàng chúng ta mới phải convert được khách hàng. Đấy là nó, chúng ta nói chung về cái cách làm, cách thức chúng ta tiếp cận khách hàng, hay là có một số cái chỉ tiêu về về cái các chỉ số vĩ mô, thì liệu là cái chiến dịch của chúng ta vào những cái thời điểm mà các chỉ số vĩ mô nó biến động như thế nào thì nó ảnh hưởng như nào đến kết quả của cái chiến dịch đấy. Ví dụ như là lãi suất ngân hàng chẳng hạn, liệu là cái thời điểm chúng ta đang tiếp cận khách hàng vào cái dịp mà lãi suất nó cao thì chúng ta có dễ dàng convert hơn khách hàng hơn vào cái dịp mà lãi suất ngân hàng nó đang thấp. Đấy, kiểu như thế thì cũng là một cái nhóm tiêu, gọi là chúng ta tạm gọi là một cái nhóm tiêu chí, một nhóm biến số mà ảnh hưởng đến cái kết quả mang lại. Đấy, thì mình nghĩ là về phía Linh có thể là bổ sung thêm hai cái góc nhìn như thế. Vâng. Về cái logic và cái trình bày thì mình nghĩ là bạn trình bày khá là chuyên nghiệp, tức là bạn có cái phần giới thiệu ban đầu, giới thiệu tổng quan về data và có cái agenda, mình nghĩ nó cũng khá là clear với mọi người. Về phần trình bày thì đâu đó thì mình nghĩ là Linh sẽ cần tự tin hơn một chút, vì đâu đó mình nghĩ là trong cái quá trình trình bày chúng ta cứ phải tự tin thì người nghe mới cảm thấy thuyết phục. Đấy, ít nhất là mình cứ mạnh mẽ thì thông tin truyền truyền tải đến người nghe, người ta cảm giác là thuyết phục hơn. Còn nếu như chúng ta thiếu tự tin thì người stakeholder đâu đó người ta sẽ cảm giác là à, con bé này nó không tự tin thì không biết cái phân tích này nó có hợp lý không, nó chuẩn không, kiểu như thế. Sẽ có nhiều vấn đề mà stakeholder người ta sẽ đặt ra những cái, tức là người ta không nói ra, người ta nghĩ trong đầu thôi. Thì để mà chúng ta thuyết phục, dễ dàng thuyết phục người người nghe hơn thì chúng ta cố gắng mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh vào những insight, những thông tin thực sự có giá trị mà chúng ta thấy nó là điểm nhấn, chúng ta cần phải nói rõ ràng, nói mạnh mẽ vào cái phần đấy. Về có một số cái thông tin mình nghĩ là cần đâu đó mình thì mình ví dụ có những kết luận chúng ta sẽ cần phải đánh giá một cách nó rộng hơn. Ví dụ mình có một cái kết luận mà bản kết luận là cái nhóm học sinh mặc dù tỷ lệ convert rất là cao, tuy nhiên cái số lượng rất là thấp và mình đưa ra một cái nhận định đấy là không tiềm năng. Thì vấn đề tại sao là nhận định không tiềm năng, chúng ta cần phải nhìn lại một chút. Rõ ràng ở đây có thể là do cái tập khách hàng tiềm năng của chúng ta đang tiếp cận thì cái số lượng học sinh nó nhỏ, tức là cái mẫu của nó nhỏ, nhưng thực tế tổng thể, tức là những cái người mà chúng ta không tiếp cận, tức là cái nhóm đối tượng học sinh ngoài tổng thể liệu nó có tỷ trọng có lớn hay không, thì lúc này chúng ta sẽ cần phải có những cái tham vấn từ những cái dữ liệu nó vĩ mô hơn. Chúng ta nhìn sâu hơn xem thử là cái tỷ lệ student ở ví dụ trong cái nước Việt Nam chẳng hạn nó như thế nào so với các ngành nghề khác, các nhóm tuổi khác, liệu nó có đủ lớn hay không. Thì nếu như chúng ta thấy đủ lớn, chúng ta trong những chiến dịch sau chúng ta sẽ mở rộng tập đấy. Đấy thì đấy là cái một cái nghĩ là cái nhận định của chúng ta sẽ cần, đôi khi chúng ta cần phải căn cứ thêm những cái con số khác nữa, có thể là không phải nằm trong cái data chúng ta sẽ xem xét mua hơn đấy, kiểu như thế. Dạ vâng. Mình nghĩ là có một cái insight mình thấy rất là hay, đấy là insight về cái phân tích về cái nhóm độc thân của bạn, mình nghĩ là rất là hay. Đấy, chúng ta có thể tiếp cận vào cái nhóm đấy, khi mà nhóm đấy người ta chưa có vợ, chưa có chồng, chưa có con thì đâu đó người ta sẽ dư giả hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ khuyến khích họ thay vì đi chơi, đi du lịch thì tiết kiệm, kiểu như thế. Cũng là một cái mà mình nghĩ là rất là ok. Về có một cái slide mình không biết là sẽ cần có một slide mình thấy là không biết là cái phần của bạn đang cái slide mà có cái theo tình trạng mua nhà đấy, mình thấy cái biểu diễn đấy, cái slide thứ 11 đấy, thì đây thì mình nghĩ là chỗ này là tỷ lệ tham gia trên trên từng cái nhóm mua nhà có khoản ở nhà hay không, đúng không ạ? Thì theo mình hiểu nó không phải là giảm tỷ trọng đúng không, nhưng mà chúng ta đang form nó vào một cái visual rằng cái pie chart thì đâu đó thì mình nghĩ là đôi khi nó cũng không hợp với nguyên tắc lắm, vì pie chart thì chúng ta chỉ tức là những cái chỉ số mà nó mang tính chất ta có thể cộng trừ được như là doanh số, chi phí thì chúng ta form vào cái biểu đồ này ok, nhưng cái tỷ những cái vân bây giờ của chúng ta là một cái dạng tỷ tỷ lệ rồi, một dạng tỷ lệ rồi chúng ta đưa vào cái pie chart thì nó có vẻ nó không hợp lắm, có thể chuyển thành một cái biểu đồ cầu thì nó sẽ ok hơn, cũng thế. Dạ, vâng. Thì cơ bản thì mình đánh giá bài phân tích của bạn là rất ok nhá, chỉ có một số cái điểm như thế thì bạn có thể cải thiện thêm, hy vọng Vâng là ạ. bạn có thể update thêm sau buổi hôm nay. Ok, đây là phần nhận xét của mình, rất là nhiều quân tiếp theo. Vâng, cảm ơn thầy. Ok, cảm ơn anh Cường. Thì mình cũng sẽ nói một số ấy, nhận xét của mình. Thì về cơ bản là mình cũng đồng ý với anh Cường về các cái nhận xét của anh. Về cái phần nội dung report thì về tổng quan về nội dung report thì mình nghĩ là
các bạn bạn đã đi theo đúng cái định hướng đấy, là mình sẽ tìm ra, phân tích để tìm ra những cái điểm bất thường trong dữ liệu đúng không? Sau đấy thì mình sẽ đưa ra các cái insight và từ đó thì mình đề xuất ra cái là action. Đó thì về cái mức độ sâu của dữ liệu thì nó cũng đến một số phần nữa, ví dụ như là bạn chưa có nhiều cái hiểu biết về ngành này chẳng hạn, hay là bạn cũng bạn chưa chưa nắm quá vững về cái data của cái bộ này đó, thì nên là đánh giá mức độ sâu hay không sâu thì nó cũng sẽ một cái nhận định chung chung thôi. Mình chỉ đánh giá đấy là bạn đã dành thời gian để đi theo đúng cái format là mình kiếm điểm bất thường, đưa ra insight và action, thì mình nghĩ đấy là một cái điểm cộng rất là tốt. Đó, về phần slide thì nó rất là logic, bạn cũng giới thiệu tổng quan về dataset, hướng tiếp cận, và ngay đầu tiên thì bạn đã phủ đầu luôn, đấy là mình sẽ có giúp trả lời hai câu hỏi và từ đó mình sẽ đưa ra những đề xuất action. Đó thì mình, đối với mình, với chính này mình đề xuất cho bạn thì mình thấy là nó hợp lý, còn có thể mọi người khác không thấy, nhưng mà đối với mình thì khi mình xem một cái slide nó rất là dài, có thể đến 60 slide, thì mình sẽ thỉnh thoảng mình sẽ ngay từ đầu tiên mình phải nhắc nhở cho người ta luôn, đấy là ok rất là dài, nhưng mà nếu mà xem xong thì mình sẽ trả lời đến những câu hỏi gì, người ta sẽ mang được cái gì ra khỏi cái buổi họp hôm nay. Đó, rồi thì thỉnh thoảng ở cái phần nếu mà nó quá dài thì ở một số cái phần giữa giữa thì bạn có thể là nhắc lại cái agenda, là bạn như bạn là bạn có một số cái transition slide đấy, là bạn bảo là phần này sẽ nói về câu hỏi gì, trả lời câu hỏi gì. Đấy thì mình thấy là tổng quan nội dung rất là ok. Về cái phần liên quan đến trình bày thì mình cũng cũng đồng ý với anh Cường liên quan đến việc là có thể là bạn chưa chưa quá tự tin. Thành ra là nghe thì người ta cũng sẽ cảm thấy bạn chưa quá tự tin đó, thì như anh Cường cũng nói đấy là mình làm lâu thì mình có thể là quyết liệt hơn các thứ, thì người nghe cũng cảm thấy bạn uy tín hơn. Đó. Còn về cái liên quan đến hình thức của report thì mình cũng chỉ bổ sung thêm đấy là có thể mình sẽ nên đặt tên, có một số ở cái slide thứ ba thứ tư của bạn là có cái đặt tên cái card, các cái biến của bạn ấy, bạn để là yes rồi thì yes ở percentage ấy. Đó, số 4, thế thì là số 5 ấy, sai số 5. Đó, thì nếu mà đặt tên như thế thì nó cũng sẽ không được gọi là dễ hiểu cho người đọc lắm. Đó, cái này nó cũng đấy là một cái nốt thôi, còn biết đặt bảo đặt tên là gì thì mình cũng 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 chưa nghĩ ra, có thể là phần trăm khách hàng tham gia đấy, thì bạn có thể, nếu như bạn đưa cái này thì bạn có thể giải thích bên dưới đấy là ba cái chỉ số này nó nghĩa là gì. Đó, hay là ngoài ra thì có một số cái phần trong slide số 6 chẳng hạn, có cái phần bạn highlight cái số quan trọng ấy, bạn lại dùng cái khoanh này thì nó trông nó hơi nguệch ngoạc, nghe có vẻ hơi ấy nhưng mà nó sẽ hơi kiểu nguệch ngoạc. Cái này thì thật ra nếu như mà cái này là mình cũng trước đấy thì mình nên dùng một cái như kiểu một cái shape hình vuông cái gì đó mình đánh dấu, nhưng hình như trước mình cũng làm trên Canva, mình cũng phải tìm mãi mới không không thấy được cái shape tương ứng để mình khoanh một số những cái keyword như này. Còn về ý tưởng thì là ok. Đó thì nói chung là mình comment một thế thôi, còn về phần liên quan đến mức độ trau chuốt thì mình nghĩ là vẫn có thể còn cơ hội để phát triển làm hoàn thiện hơn, nhưng còn về tổng quan thì mình thấy này là ok rồi. Đó thì mình nhá. Thế thì về một số comment của mình như vậy. Em cảm ơn thầy ạ. Ừ, rồi, ok. Cảm ơn Linh nhiều nhá.